cài thêm bao nhiêu cái motor ở trong nữa để nó biết thành người nó trèo lên được không ạ? Nhìn trong ấy nhưng mà nhìn vào gần mới thấy to.
dẫn vào đường cao tốc à? We'll be right back.
này ở Trung Quốc nó áp dụng như bản kiều Bắc Giang bây giờ nó khó này, nguồn gốc
Đúng. Đoạn đấy mới ra. Mình cao tốc này là mấy cây. Đấy, chạm thu phí đây rồi mà. Thank you.
chi chít nhìn hoa cả mắt. Thế toàn xe máy thôi kìa.